ngã ngửa với lý do tốn thời gian hàng đêm của Messi. Mọi sự chú ý của số đông người hâm mộ đang đổ dồn vào Lionel Messi khi ngôi sao người Argentina mới đây đã để lộ lý do khiến anh bỗng dưng tốn thời gian hàng đêm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trước giới truyền thông, Lionel Messi, ngôi sao của câu lạc bộ Inter Miami tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS, đề cập đến cuộc sống nội tâm hơn và gia đình cùng khía cạnh lãng mạn của mình. Cần thấy rằng Messi không phải là người dễ rơi nước mắt. Thật khó để nói cụ thể điều gì khiến tôi khóc, nhưng sự thật là tôi rất nhạy cảm. Tôi tự coi mình là một người có trái tim bao dung và khá nhạy cảm, Messi chia sẻ. Messi cũng đã tiết lộ bí mật trong mối quan hệ hôn nhân với cô vợ xinh đẹp Antonella Roccuzzo. Theo Messi, cách anh khiến Antonella yêu thương mỗi ngày không phải bằng những chi tiết ngọt ngào như nhiều người vẫn lầm tưởng. Tôi cũng có những khoảnh khắc riêng tư của mình, những chi tiết cá nhân của tôi, nhưng tôi không coi mình là người lãng mạn. Đôi khi tôi nấu ăn ở nhà, nhưng tôi cảm thấy không ổn lắm. Và sự vụng về đó hóa ra lại khiến Antonella cảm thấy thích thú, Messi thổ lộ. Vẫn theo Messi, ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, anh cũng dành thời gian để thưởng thức các bộ phim. Khi được hỏi về bộ phim yêu thích nhất, Messi đã trả lời gần như ngay lập tức, tôi sẽ chọn một, vì gần đây tôi đã xem nhiều. Tôi có thể kể cho bạn nghe Game of Thrones, trò chơi vương quyền, bộ phim mà tôi thực sự thích và đã xem nó hơn một lần rồi đấy. Cũng vì lý do cày phim mà ngôi sao từng 8 lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng bỗng dưng tốn thời gian hàng đêm. Một chi tiết nữa cũng đáng nhắc tới, đó là Messi chia sẻ về lý do tại sao tâm lý lại quan trọng hơn kỹ năng. Tâm lý là điều quan trọng nhất đối với một cầu thủ. Nếu bạn có đủ kỹ năng và khả năng làm việc chuyên nghiệp nhưng lại không có tư duy vững vàng thì công việc và sự nỗ lực sẽ trở nên rất khó khăn, Messi nhấn mạnh.